Please stop it. You haven't. You don't have to record UI. Come on. You don't have to. You have to go to work now. Tôi biết chẳng mấy sự ổn định có cả có chim mãi luôn đường ăn nà đi mô tình kê ta sáng cho đồ nam mà em yêu cân nà bầu đi bên tết chuẩn bị cho ngày tết hà đu hà đu sa yêu cả cô in nhân sĩ có bỏ đi nèm mà ba cột á. Bye bye bye, leave me bye. There's no reason why. Bye bye reason why. No, I'll take it now. 이제는 leave me bye. But just leave my mind, my leave my mind. Tiếp này là năm qua đêm. Có ai có đặt bánh alo nha. Có bánh ít nè. Nó không Tết. Gói gục cũng gần xong rồi nè, khoảng 20 cái bánh nè. Hả? Ừ.
Bà ba đang cột bánh nè, cột đẹp quá. Bánh tét đã nấu chín rồi cả nhà. Nấu 4 tiếng. Đây. Cũng khoảng được cũng 20 cái bánh. Đây cắt ra thử nè, bên trong ngon quá. Nhà mình có món crawfish nè, càng cua. Mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình. Tô cua với mình nha. Với crawfish nè. Làm cua sốt bơ tỏi vừa ăn. Lột cái tay, cái này ăn với tay đó ha. Tay mình đã rửa sạch rồi. Ăn ở nhà. Có bị sao. Có mua một thùng mì phao có 134 đồng cũng rẻ. Cái càng cua này 6 đồng, 6 đồng 99 phao 10 đồng clam nhỏ. Đó nè, mình nấu mình đi lấy cái đó ba cái này bảy trăm đó cái này con bật. Cầm bật không đây con. Đây đây. Mở nhà. Đây đây. Đây đây. À, I want to eat. Get your plate from my feel for you. Ngon quá, rau cút này tươi nè. Mệt chưa? Rất là ngon. Rất ngon. Ừ, đặt ăn không thấy. Chân gà, xả ức, sa tế, nướng xả ức, nó hơi cay, cái này là nước trắng nè, nước muối, muối ớt, muối ớt xanh. Em xin bạn đây rồi. Em đấy nè, ngon lắm. Cho em xin bạn đây rồi. Nó cay cay, ăn cái đường chấm nước ớt xanh ngon, nướng vừa ăn. Đó, lột cái này nè con gái dứa nè, thích ăn lắm, crawfish. Giờ cặp, cặp miếng bắp nè. Bắp ngọt lắm. Bóc tay lên tôi ở nè. Đập rồi mình cởi mơ cái nè. Cây mà ngon. Cây. Lấy cây.
Ăn vô muốn sạch không? That sauce tastes disgusting. What is this? It's so salty. Muối ớt, nó không có mặn. Muối ớt xanh. It tastes so... Pepper. It's salty. You like? You like? Mm-hmm. Ew. Ew. Ăn cay vậy? Đỏ mặt không? Hồi nãy mình gặm hết một hộp này đó cả nhà. Mà mình mà ngồi gặm một hộp cũng chắc hết mà cái một tiếng đồng hồ video á. Một hộp chân gà. Mình order về từ Villa bên chị mà theo xe mình gặm hết một hộp á là tiếng đồng hồ á. I like bacon. Yeah. Chân gà nướng muối ớt. Sa tế. Chân gà nướng sa tế. Bà ngoại rồi, thích ăn something crunchy. Còn nhiều lắm, mình mua tới một thùng này nha. Mommy, this coffee tastes so good. Một thùng... Mommy, this coffee tastes like juicy. 10 pound. It tastes like actual coffee. 10 pound, 134 đồng. Phải không anh? Hồi nãy 134 hả? Anh cho ăn nữa anh. Hả? Ăn ngon cái đầu. Nó thấm. Not the big one, too. Yeah, the big fish at night. Ngon quá, cả nhà ơi. Ăn dễ rồi nè. Clam nhỏ này cũng ngon. Chấm muối ớt xanh. Muối chấm thần thánh nè. Muối ớt xanh. Wasabi sauce. Look alive, but this one of pepper. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.